Chị ơi, thử phấn phủ Kim Tuyến Mac Andy mà nắp bạc mấy chịu. Mấy đứa này nó báo thiệt sự rồi, bây giờ nó không biết là cái nào là em đang nói luôn á. Tại đây là đều là Mac Andy, cũng là cái hộp bạc còn nắp bạc thì nó không biết gì vậy, mình mở đi. Thì đây là cái em đầu tiên. Chị là đây là nắp bạc nè. Chắc là đúng em nói rồi đó, màu của Ngân là màu 020 nha. Theo thì mình mở luôn cái hộp bự này đi. Thấy nó cũng... Trời ơi. Ý là nó phải đẹp như vậy đúng không hả mọi người? Là phải đẹp như vậy. Cái này đúng, cũng là 02 luôn. Trời ơi, hai cái đều là nắp bạc. Nhưng mà cái này là đẹp thường, này là đẹp đặc biệt, cũng đều là Mac Andy. Thì bây giờ mình sẽ test thôi. Đẹp quá nè, trời ơi, nguyên cái hoa luôn á. Bây giờ Ngân sẽ test cái em này trước, bởi vì Ngân thấy nó đẹp nhất. Ngân lựa cái tông này cho nó giống cái màu da của mình tí xíu á mọi người. Tại thường mấy cái nội địa chung nó hay bị trắng hơn với cái của Ngân á. Mà chung hay hàng gì nó cũng trắng hơn so với cái tông da của mình hết trơn. Thì đây là cái son mà ngày hôm nay Ngân lấy Ngân đánh môi. Thì bây giờ tôi đánh lên trên mặt tôi để tôi test cho quý vị anh chị. Ê, cũng hồi hộp quá nha. Bây giờ nó sẽ chấm cái em bên trong. Đừng có để cho nó lem ra cái em bên ngoài. Thôi sẵn chia cái đường nó luôn đi, khỏi tay nó ra làm gì, mình đang test đó mà. Trời, ê, da của mình nè. Da của mình là đang nhảy dầu, tại vì nãy giờ mình đang đi ngoài đường. Cái xong rồi mình chấm nó vô, cái khúc này nó như đang có hiệu ứng đó mọi người. Nó như đang có filter, có hay bị lộn cái này. Rồi. Ê, kiểu bất ngờ chưa bà già. Kiểu nước sông với nước giếng nó không chạm nhau luôn nè. Bây giờ cũng cùng một cái video luôn nha mày. Bên này nè mọi người thấy da nó bóng không? Giống như nè, đây là da của Ngân nè. Đây là da đánh phấn nè. Bây giờ mình cũng sẽ vẽ lại cái bên còn lại để mình thử cái hộp phấn tiếp theo. Trời ơi, không có ai mà test hy sinh vì sự nghiệp như tôi luôn á. Trời, test mòn luôn cái cây son của cái hộp này. Ngân cũng mua số 02 thì nó cũng giống như cái tông màu kia kìa, cho nó cùng với cái tông mạch của Ngân đó nè. Mấy bạn thấy đánh lên nó không có bị tách biệt, nó không có bị trắng bệt ra. Đánh ở bên trong nha, tại vì bên trong các bạn sẽ thấy được cái độ nhảy dầu xương xương vậy đi. Rồi nè, thấy cái này nè, nó mướt rồi nè, nó bóng nè, chán cầm bóng nha. Giờ mình test. Cái này chắc chắn lem luôn á. Nè, không còn xa lạ gì. Nó lan đều ra như má hồng luôn rồi mọi người ơi. Ê, vậy cái hũ này nó cũng đẹp luôn á, mà sao cái mặt tôi nó banh chằn như vậy? Đây là cách đánh má hồng kiểu mới nha mọi người. Trời ơi, cái nào nó cũng đẹp, nó cũng xịn, mà màu thì giống nhau rồi đó. Nhưng mà bây giờ mấy bạn thích đẹp bình thường hay là mấy bạn thích đẹp điên? Chứ cái này là đẹp hơi điên rồi đó. Ôi trời ơi, nè mấy bạn thấy nó lấp lánh chiếu chiếu không? Ê, tức là nó công dụng giống nhau, cũng đều là nắp bạc. Ê, nhưng mà con bé. Trời, ai mượn em đi công bình. Trời, chị đâu có mượn đâu em, chị đâu có ai xu khiến ấy. Em có hiềm khích gì với chị hay sao? Ý là sao chứ tự nhiên hay không giờ mua hai hũ. Thôi mà kệ, hai hũ cũng được. Ví dụ như mà ngày nào mà mình đi nắng, gian nắng nhiều một ngày ở ngoài đường á, mọi người nhớ dặm lại kiểu cho nó không có trôi á. Oh my god. Ok, tạm biệt em, chị sẽ bắt